lớn. Một tái lớn. Hai tái vừa. Hai tái vừa. Thông hành không tiêu. Hai tái vừa. Một chín vừa. Chín vừa à? Ừ. Chín vừa là một kề pha môn. Kề pha môn. Ừ. Một kề pha môn với một hai bánh lăng. Hai bánh lăng. Có dùng thêm khăn lạnh không? Không. Một nước chanh. Nước chanh. Một cái gì nước gì nè? Nước nước. Tắc. Nước đá chanh với lâu sữa đậu nành. À, nước tắc ép đi. Nước tắc ép. Em đọc lại nha. Một tái lớn, hai tái vừa không hành không tiêu. Một chín vừa. Kẹp pha môn hai bánh lăng một nước tắc. Rồi, ok. Có lấy khắc lạnh không ạ? 282 ạ. Rồi, nó phá đấy. Hai, cái 2000 lẻ đây. Dạ. Ê. Bỏ đi, bỏ tờ 500. Ừ, rồi. Chút xíu nữa em xong rồi anh gọi. Ngon là chè khoai môn, chè
ngon không? Trời ơi, chè khoai môn cốc dừa. Đây là bán, đây là bán là cà phê của con.